Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh Quyển 10 Phẩm 4 Như Lai Chờ Thể Nghĩa Bàn Phần 4 Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Bồ Tát trụ tính đối với trí luật và thể nghĩa bàn của Như Lai, nghe rồi phát lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, lìa mọi nghi hoặc, sau lại biểu hiện thân tướng, vui, tâm vui, sinh ý tưởng hy hữu. Như Lai do đầy đủ 10 trí luật cho nên hiểu biết thù thắng, hơn cả các hàng trời người thế gian, rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu. Tất cả trời người ma phạm không thể chuyển được, không đồng với pháp của Như Lai. 10 lực là gì? 1. Xí, xứ, phi xứ trí lực. 2. Nghiệp báo trí lực. 3. Chủng chủng tính giải trí lực. 4. Chủng chủng giới trí lực. 5. Căn thắng liệt trí lực. 6. Chí xứ đạo trí lực. 7. Thiền định giải thoát đẳng trì, đẳng chí, nhiễm tịnh trí lực. 8. Túc trụ tùy niệm tác chứng trí lực. 9. Thiên nhãn tác chứng trí lực. 10. Lậu tận tác chứng trí lực. Này Xá Lợi Tử, như vậy gọi là 10 trí lực của Như Lai. Như Lai do đầy đủ 10 trí lực nên biết rõ thắng xứ, ở trong đại chúng có khả năng rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu cho đến tất cả thế gian, không có pháp nào bằng Phật. Sao gọi là xứ phi xứ trí lực của Như Lai? Vì Như Lai dùng trí lực vô thượng tối thắng đối với xứ phi xứ biết rõ như thật. Thế nào là thị xứ, thế nào là phi xứ? Này Xá Lợi Tử, phi xứ nghĩa là không dung thọ thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Nếu ba nghiệp hành động như vậy mà chưa cảm quả báo tốt đẹp thì không thể có. Còn nói dung thọ nghĩa là thân miệng ý làm ác, không chưa cảm quả báo tốt đẹp. Việc này là đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là thân miệng ý nghiệp làm các việc thiện mà chưa cảm quả báo không tốt đẹp, điều đó không thể có. Còn dung thọ nghĩa là thân miệng ý làm các việc thiện chưa cảm quả báo tốt đẹp thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ tức là nếu người keo kiệt mà chưa cảm quả báo giàu có, điều đó không thể có. Nếu người keo kiệt chịu quả nghèo hèn thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người bố thí mà chưa cảm quả báo nghèo cùng thì không thể có. Nếu người bố thí mà được quả báo giàu có thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người phá giới mà được sinh lên cõi trời thì không thể có. Nếu người phá giới mà đọa địa ngục ngạ quỷ bàn sinh thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người trì giới mà lại đọa địa ngục ngạ quỷ bàn sinh thì không thể có. Nếu người trì giới được sinh thiên thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người sân hận mà chưa cảm quả báo đoan chánh thì không thể có. Nếu người sân hận mà chịu quả báo thô lỗ xấu xa thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người nhẫn nhục mà chịu quả báo thô lỗ xấu xa thì không thể có. Nếu người nhẫn nhục chiêu cảm quả báo đoan chánh thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người biến nhát mà được tam muội hiện tiền thì không thể có. Nếu người biến nhát không được tam muội hiện tiền thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người tinh tấn mà không được tam muội hiện tiền thì không thể có. Nếu người tinh tấn mà được tam muội hiện tiền thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người tâm tán loạn mà được đạo xuất ly thì không thể có. Nếu người tâm tán loạn không được đạo xuất ly thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người tâm tánh hay an trụ vào một cảnh mà không được đạo xuất ly thì không thể có. Nếu người tâm tánh hay an trụ vào một cảnh mà được đạo xuất ly thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người không có trí tuệ mà có khả năng đoạn trừ tất cả thói quen chủng tử thì không thể có. Nếu người không có trí tuệ thì không có khả năng đoạn trừ thói quen của chủng tử, đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người có trí tuệ mà không có khả năng đoạn trừ tất cả thói quen của chủng tử thì không thể có. Nếu người có trí tuệ có khả năng đoạn trừ tất cả thói quen của chủng tử thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người sát sinh khởi lên nhân giết hại mà chưa cảm quả sống lâu thì không thể có. Nếu người sát sinh mà chịu lấy sự chết yểu thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người lìa sát sinh mà chưa cảm quả chết yểu thì không thể có. Nếu người lìa sát sinh mà chưa cảm quả sống lâu thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người trộm cắp mà chưa cảm quả giàu sang thì không thể có. Nếu người trộm cắp mà chưa cảm quả nghèo hèn thì đó là lẽ đương nhiên.
Lại nữa, phi xứ là nếu người lìa trộm cắp mà chiêu cảm quả nghèo hèn thì không thể có. Nếu người lìa trộm cắp mà chiêu cảm quả giàu sang thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người tà nhiễm mà được nhà cửa con cái thì không thể có. Nếu người tà nhiễm mà không được nhà cửa con cái thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người lìa tà nhiễm mà không được nhà cửa vợ con thì không thể có. Nếu người lìa tà nhiễm mà được nhà cửa vợ con thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người vọng ngữ mà không chiêu cảm sự chửi bới hủy báng thì không thể có. Còn chiêu cảm sự chửi bới hủy báng thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người lìa vọng ngữ mà lại chịu sự hủy báng chửi bới thì không thể có. Còn không chịu sự hủy báng chửi bới thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người nói hai lưỡi mà quyến thuộc không chia lìa thì không thể có. Còn như quyến thuộc chia lìa thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người lìa nói hai lưỡi mà quyến thuộc chia lìa thì không thể có. Còn quyến thuộc không chia lìa thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người ác khẩu mà thường được nghe những lời vừa ý thì không thể có. Còn nghe những lời không vừa ý thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người lìa ác khẩu mà không nghe những lời vừa ý thì không thể có, còn nghe những lời vừa ý thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người nói theo dệt mà được biện tài quyết định thì không thể có, còn không được biện tài quyết định thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người lìa nói theo dệt mà không được biện tài quyết định thì không thể có, còn như được thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người nhiều tham lam mà được giàu sang thì không thể có, còn không được thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người lìa tham lam mà sự giàu sang không được tồn tại lâu dài thì không thể có, còn được giàu sang mãi mãi thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người tâm sân nhuế mà không đọa vào địa ngục thì không thể có, còn nếu đọa thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người lìa tâm sân nhuế mà không sinh lên cõi trời thì không thể có, còn nếu sinh lên cõi trời thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người tà kiến tích tập nhân tà kiến mà được thánh đạo thì không thể có, người tà kiến tích tập nhân tà kiến mà không được thánh đạo thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người chánh kiến tích tập nhân chánh kiến mà không được thánh đạo thì không thể có, nếu người chánh kiến tích tập nhân chánh kiến lại được thánh đạo thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người tu hành bố thí mà tâm không được thanh tịnh thì không thể có, còn nếu được thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người trì tịnh giới mà không được tịnh tâm thì không thể có, còn nếu được thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người khởi lên kiến chấp có sở đắc mà được thuận nhẫn thì không thể có, còn nếu được thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người chứng không giải thoát mà không được thuận nhẫn thì không thể có, còn nếu được thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người làm việc ác mà tâm được khinh an thì không thể có, còn không được thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu người làm ác mà tâm được điều phục và khinh an thì không thể có, còn không được thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu các người nữ mà chuyển luân thánh vương thì không thể có, nếu người nam được thành thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu các người nữ làm chủ cõi trời đế thích thì không thể có, nếu người nam làm chủ thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu các người nữ làm phạm vương thì không thể có, nếu các người nam làm thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu các người nữ hiện thành quả Phật thì không thể có, còn nếu vào bất nhân địa lần lượt được quả thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu tu đà hoàng hiện chứng vị thứ 8 thì không thể có, còn nếu ở trong uẩn đó thú chứng niết bàn thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu tư đà hàm hiện chuyển vị thứ 3 thì không thể có, còn nếu trong uẩn đó hướng đến niết bàn thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu A Nai Hàm mà còn trở lại nhân gian thì không thể có, còn nếu ở trong uẩn đó hướng đến niết bàn thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu A La Hán mà còn kết phược tập khí thì không thể có, nếu không còn thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa, phi xứ là nếu các bậc thánh nhân mà hướng cầu các thầy ngoại đạo chỉ dạy về pháp tà dị thì không thể có, nếu không như vậy thì đó là lẽ đương nhiên.
Lại nữa phi xứ là nếu người được vô sinh pháp nhẫn mà còn bị thoái chuyển thì không thể có, còn nếu đạt đến chứng quả bồ đề thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa phi xứ là nếu các Bồ Tát ngồi Bồ Đề đạo tràng rồi mà không chứng quả Bồ Đề thì không thể có. Nếu các Bồ Tát ngồi Bồ Đề tràng rồi quyết định chứng quả chánh đẳng chánh giác sau lại rời tòa thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa phi xứ là nếu chư Phật mà còn biểu hiện thói quen của chủng tử thì không thể có. Nếu chư Phật đoạn trừ tất cả thói quen của chủng tử thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa phi xứ là nếu trí của chư Phật mà còn có chướng ngại thì không thể có. Nếu trí của chư Phật không có chướng ngại thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa phi xứ là nếu ai có khả năng quán thấy đảnh tướng tối thắng của chư Phật thì không thể có. Còn không thấy được đảnh tướng của chư Phật thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa phi xứ là nếu ai có khả năng biết được tâm sở hành của Như Lai thì không thể có. Còn không biết được tâm sở hành của Như Lai thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa phi xứ là nếu chư Phật trụ tâm thiền định mà còn có tướng sở đắc thì không thể có. Chư Phật tâm thường trụ thiền định thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa phi xứ là nếu chư Phật mà còn nói dối, không quyết định thì không thể có. Chư Phật nói năng không hư vọng thì đó là lẽ đương nhiên. Lại nữa phi xứ là nếu chư Phật mà còn có các lỗi lầm thì không thể có. Chư Phật liệt các lỗi lầm thì đó là lẽ đương nhiên. Này Xá Lợi Tử, như vậy là ta đã nói rộng các pháp bốn vô sở ý, 18 pháp bất cộng. Lại nữa này Xá Lợi Tử, chư Phật Như Lai ở trong đời hiện tại hoặc biết hoặc thấy mà còn có sự chướng ngại thì không thể có. Nếu chư Phật Như Lai ở trong hiện tại hoặc biết hoặc thấy không bị chướng ngại thì đó là lẽ đương nhiên. Này Xá Lợi Tử, như vậy là ta đã nói về trí lực phi xứ không biên tế của Như Lai. Nếu ai muốn biết được biên tế ấy cũng giống như hư không thì làm sao biết được? Nếu không biết được biên tế của hư không thì cái biên tế trí lực xứ phi xứ của Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác cũng là như vậy. Các Bồ Tát trụ tính nghe được trí lực xứ phi xứ chẳng nghĩ bàn của Như Lai rồi sinh lòng tinh thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, liền mọi nghi hoặc, sau lại biểu hiện thân tuấn vui, tâm vui, sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền lặp lại bằng kệ rằng: Mười phương hư không không cùng tận, trí lực xứ phi xứ cũng thế, trí lực chân thật khắp thế gian, nói rộng pháp chân thật tối thượng. Nếu người đầy đủ nhân giải thoát, biết được sở hành vì nói pháp, các chúng sinh viên mãn pháp khí, biết xứ phi xứ hạnh trụ xã, hư không đại địa còn thể động, Phật nói quả báo không hư dối, xứ phi xứ, trí xứ phi xứ nếu phiên thành thì đủ mười lực thế xuất thế. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực thứ nhất của Như Lai. Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác do đầy đủ trí lực thù thắng như vậy cho nên biết rõ thắng xứ. Ở trong đại chúng trống lên tiếng trống sư tử chuyển phạm âm vi diệu, thế gian không có pháp nào bằng với pháp Như Lai. Đại nữa này Xá Lợi Tử, sao gọi là trí lực nghiệp báo của Như Lai? Đức Như Lai dùng trí vô thượng biết rõ tất cả chúng sinh, tạo ra các nghiệp tích tập nhân xứ trong quá khứ, vị lai hiện tại hoặc nhân thân căn, thông phần vị nhãn căn. Như vậy, nhân các căn và phần vị, Như Lai đều biết một cách như thật. Nếu các chúng sinh có căn tánh bố thí tu trì giới hạnh, Như Lai biết rõ căn của mình và người khác, liền tuyên nói pháp bố thí. Nếu các chúng sinh có căn tánh trì giới tu hành bố thí, Như Lai biết rõ căn tánh mình và người khác, liền về tuyên nói pháp trì giới. Nếu các chúng sinh có căn tánh nhẫn nhục tu hành tinh tấn, Như Lai biết rõ căn tánh mình và người khác, liền vì nói pháp nhẫn nhục. Nếu các chúng sinh có căn tánh tinh tấn tu hành nhẫn nhục, Như Lai biết rõ căn tánh mình và người khác, liền vì nói pháp tinh tấn. Nếu các chúng sinh có căn tánh thiền định tu hành tuệ thù thắng, Như Lai biết rõ căn của mình và người khác, liền vì nói pháp thiền định. Nếu các chúng sinh có căn tánh tuệ thù thắng tu hành thiền định, Như Lai biết rõ căn của mình và người khác, liền vì nói pháp tuệ thù thắng. Nói tóm lại, cho đến các pháp bồ đề phần cũng như vậy. Nếu các chúng sinh đủ căn tánh thanh văn tu hành chuyên giác thừa, Như Lai biết rõ căn của mình và người khác, liền vì tuyên nói pháp thanh văn thừa.
để các chúng sinh đầy đủ tánh duyên giác, tu hành trên văn thừa, Như Lai biết rõ căn của mình và người khác, liền vì tuyên nói pháp duyên giác thừa. Để các chúng sinh đầy đủ căn tánh đại thừa mà tu hành thanh văn duyên giác thừa, Như Lai biết rõ căn của mình và người khác, liền vì tuyên nói pháp đại thừa. Để các chúng sinh đầy đủ căn tánh tối thượng thừa tu hành đại thừa, Như Lai biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập nhân vui trong đời hiện tại mà đời vị lai lại chịu quả khổ, Như Lai nhất định biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập nhân khổ trong đời hiện tại, vị lai chịu quả khổ, Như Lai nhất định biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập nhân vui trong đời hiện tại, vị lai hưởng quả báo vui, Như Lai nhất định biết rõ như thật. Này Xá Lợi Tử, Như Lai biết rõ tất cả chúng sinh có các nghiệp hoặc nhân hoặc quả trong quá khứ, vị lai hiện tại, Như Lai chân thật không sai không khác, mỗi mỗi quyết định biết rõ như thật. Biết rồi, Như Lai tùy theo căn tánh đó mà vì nói pháp. Này Xá Lợi Tử, Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, biết rõ như thật về các nghiệp quả báo của tất cả chúng sinh tích tập nhân xứ trong quá khứ, vị lai về hiện tại. Trí luật của Như Lai không có cùng tận, nếu ai muốn biết cái cùng tận đó thì cũng như hư không, liệu có thể biết được chăng? Nếu không biết được cái cùng tận của hư không thì trí lực nghiệp báo của Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác cũng là như vậy. Các Bồ Tát trụ tính được nghe trí lực nghiệp báo chẳng nghĩa bàn của Như Lai rồi, phát lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, liền mọi nghi hoặc, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kể rằng, Phật khéo biết rõ các nhân quả, mắt trí hay quán về nghiệp pháp, trí vô ngại khắp trong ba đời, thấu rõ các nghiệp của chúng sinh, các nhân khổ vui và sở nguyện, các chúng sinh ở trong năm nẻo, tất cả luân chuyển các nhân khổ. Nhất định thiện thệ đều biết rõ, tất cả các nghiệp báo hắc bạch, nhân quả nguyện cầu cũng như vậy, năng nhân đều biết rõ chân thật, như xem báu như ý trong tay. Nếu các nghiệp báo tu nhân ít, quả báo đương lai được vô lượng, nếu nhân vô lượng quả lại nhỏ, thiện thệ chân thật đều hiểu rõ. Tu hành thanh văn quả như nguyện, duyên giác bồ đề, nhân nguyện đồng, trí vô thượng quả nguyện cũng vậy, thiện thể đều hiểu rõ như thật. Nếu nghiệp đời trước tu nhân khổ, đời sau chưa cảm quả báo vui, đối với các nghiệp tu nhân vui, đời sau chưa cảm quả báo khổ, nhân khổ quả khổ pháp như vậy, nhân vui quả vui cũng như thế, tự nghiệp tự quả nhân hòa hợp, thiện thể đều hiểu rõ như thật. Pháp khổ các cõi chuyển ba đời, các chúng sinh khắp trong năm nẻo, môn chân thật không đoạn không khác, Phật trí vô thượng đều hiểu rõ. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực thứ hai của Như Lai. Như Lai do đầy đủ trí lực thù thắng, cho nên biết rõ thắng sớ ở trong đại chúng rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu, tất cả thế gian, trời, người, ma phạm đều không thể chuyển, cho đến không có pháp nào bằng pháp Như Lai. Các quả báo khác Như Lai cũng đều biết rõ như thật. Sao gọi là biết rõ? Này Xá Lợi Tử, nghĩa là các đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, biết rõ như thật về các nghiệp quá khứ và tích tập nhân lành, liền các bất thiện được quả báo thiện trong đời vị lai của các chúng sinh. Nếu các chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, tích tập nhân bất thiện, liệt các thiện pháp, đến đời vị lai chịu quả bất thiện, mỗi mỗi Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập nghiệp nhân, đến đời vị lai chịu cảm quả hạ liệt, nhất định Như Lai biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập nghiệp nhân, đời hiện tại chưa cảm quả thù thắng, đến đời vị lai cũng chưa cảm quả thù thắng, nhất định Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập nghiệp nhân, ở đời quá khứ làm hành hạ liệt, đến đời vị lai khởi lên đại hạnh, nhất định Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập nghiệp nhân ít, sẽ chưa cảm quả to lớn thù thắng, nhất định Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tích tập nghiệp nhân to lớn, sẽ chưa cảm quả ít thù thắng, nhất định Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tu hạnh thanh văn, cảm quả thanh văn, nhất định Như Lai biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tu hạnh chuyên giác, cảm quả chuyên giác, nhất định Như Lai biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tu nhân Phật trí, cảm quả Phật trí, nhất định Như Lai biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập nhân khổ trong đời hiện tại, đến đời vị lai chiêu cảm quả vui, nhất định Như Lai biết rõ như thật. Số 316.
Phật thuyết Đại thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh quyển 11. Phẩm 4, Như Lai chẳng thể nghĩ bàn phần 5. Lại nữa này, Xá Lợi Đệ Tử, sao gọi là trí lực mỗi mỗi tín hiệu của Như Lai? Nghĩa là chư Phật Như Lai đối với các chúng sinh, các Bồ Đắc Già La, mỗi mỗi tín hiệu sai khác, Như Lai biết rõ mỗi mỗi như thật, đối các chúng sinh vốn có lòng tham ái, đối với sân khởi lên hiểu biết, như trong kinh đã nói rộng, đối các chúng sinh vốn là si mê, đối với sân khởi lên hiểu biết, Như Lai mỗi mỗi biết rõ như thật, đối các chúng sinh vốn tạo pháp bất thiện, đối với pháp bất thiện khởi lên hiểu biết, mỗi mỗi Như Lai đều biết rõ như thật, đối các chúng sinh vốn tạo thiện pháp, hiểu rõ thiện pháp, mỗi mỗi Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tu hành thấp kém, đối với pháp thù thắng khởi lên sự tinh hiểu, Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tu hành thù thắng, nhưng lại hiểu rõ pháp hạ liệt, Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tu hành thấp kém, nhưng lại tinh hiểu phần vị thù thắng, Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tu hành thù thắng, mà lại tinh hiểu thấp kém, Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tinh hiểu tà định, rồi chấp vào pháp định ấy, Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tinh hiểu chánh định, và tham khảo thực hành pháp định ấy, Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tu giải thoát về môn chánh định, Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tinh hiểu định pháp của dục giới, rồi vào dục giới ấy, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tinh hiểu định pháp của sắc giới, rồi vào sắc giới ấy, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tinh hiểu định pháp của vô sắc giới, rồi nhập vào vô sắc giới ấy, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tinh hiểu định pháp ba cõi, rồi vào khắp ba cõi, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh vốn trụ phần vị thấp kém, mà lại được pháp thù thắng, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh vốn trụ phần vị thù thắng, mà lại được pháp thấp kém, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh khởi lên mỗi mỗi tín hiệu, mỗi mỗi sắc tướng, mỗi mỗi thọ dụng, mỗi mỗi lãnh nạp, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tín hiệu nghiệp đời trước, nên chưa cảm đọa lạc, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tín hiệu pháp giải thoát, rồi hành trì pháp giải thoát ấy, Như Lai đều biết như thật. Như Lai biết như thật rồi, tùy theo căn cơ thích ứng mà nói pháp. Này Xá Lợi Tử, trí lực tín hiệu của Như Lai không có biên tế, ngang bằng với hư không. Các Bồ Tát trụ tính đối với trí lực tín hiệu tối thắng của Như Lai, nghe rồi phát lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt lìa mọi nghi hoặc, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng cả rằng, thế gian mỗi mỗi pháp tín hiệu, quá vị hiện tại không hạn lượng, rồi lại suy nghĩ theo tín hiệu, Phật nhân trung tôn đều hiểu rõ, nếu đối pháp tham khởi tín hiệu mà vốn trụ vào bản chất sân hoặc sân hận si nghĩa cũng thế, Phật tùy tính giải đều hiểu rõ, trụ tham trụ si và các pháp, tùy tâm sở trì khó đo lường, nghiệp hành liên tục không gián đoạn, thắng trí năng nhân đều biết rõ. Nếu các chúng sinh hạnh thấp kém, trở lại tín hiệu pháp rộng lớn, hạnh lớn hiểu thấp nghĩa cũng thế, Phật điều ngự tôn đều hiểu rõ. Nếu các chúng sinh chấp tà định, trở lại khởi lên cũng như thế, môn giải thoát khắp trong ba cõi, Phật tùy tín hiệu đều biết rõ. Chỗ sinh sắc tướng mỗi mỗi khác, thọ dụng sai biệt cũng như thế, tùy theo nghiệp trước quả không sai, lượng tốt thắng tôn đều hiểu rõ. Tùy theo tên hiểu biết rõ rồi, hợp với căn cơ mà nói pháp, môn thắng giải trí luật thứ ba, Phật tử nên sinh tinh thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, trí luật tinh hiểu thứ ba của Như Lai như vậy. Như Lai ứng cúng, chánh đặng chánh giác do đây, do đầy đủ trí luật thù thắng, cho nên biết rõ thắng xứ, ở trong đại chúng rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu, tất cả thế gian, rồi người, ma, phạm, đều không thể chuyển, không có pháp nào ngang bằng với pháp Như Lai. Lại nữa này Xá Lợi Tử, sao gọi là trí lực mỗi mỗi giới của Như Lai? Nghĩa là Như Lai biết rõ như thật về mỗi mỗi giới. Nếu các chúng sinh ở trong các thế gian, trưởng dưỡng bằng các phước hạnh, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh trưởng dưỡng không phải bằng phước hạnh, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh trưởng dưỡng bằng hạnh bất động, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tu hành xuất ly, Như Lai đều biết như thật.
Lại nữa này Xá Lợi Tử, Như Lai biết rõ nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới như thật. Sao gọi là năng tri? Nghĩa là Phật biết rõ trong không, ngoài không và trong ngoài đều không, cho nên biết rõ như thật về ý giới, pháp giới và ý thức giới. Sao gọi là năng tri? Nghĩa là Phật biết rõ trong không, ngoài không và trong ngoài đều không. Lại nữa này Xá Lợi Tử, Như Lai biết rõ như thật về địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới và hư không giới. Sao gọi là năng tri? Vì như hư không, cho nên biết rõ cũng như vậy. Như Lai biết rõ dục giới, sắc giới và vô sắc giới phân biệt khởi lên. Biết hữu vi giới là tướng tạo tác, biết vô vi giới là tướng không tạo tác, biết tạp nhiễm giới là tướng khách trần phiền não, biết thanh tịnh giới là tướng tự tánh sáng lạng, biết cảnh giới các hành là tướng vô minh tác ý không như lý, biết cảnh giới niết bàn là tướng sáng suốt tác ý như lý. Lại nữa này Xá Lợi Tử, nếu các giới nương vào các giới an trụ, các giới tùy thuận, các giới kiến lập, các giới tác dụng, các giới ý thú, các giới tịch định, các giới trụ trước, mỗi mỗi Như Lai đều biết như thật tùy theo cái hiểu biết đó mà vì nói pháp. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực mỗi mỗi giới của Như Lai. Trí lực tu thắng như vậy, không có biên tế. Nó các Bồ Tát trụ tính đối với trí lực của Như Lai, nghe rồi phát lòng tinh thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, liền mọi nghi hoặc sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kể rằng, tất cả chúng sinh ở thế gian đều nương vào tất cả cảnh giới hướng đến cũng như vậy, Phật Vô Thượng Tôn đều biết rõ, phước không phước và hạnh bất động, các giới xuất ly nghiệp như vậy, hướng đến các giới tâm an trụ, niết bàn không động tâm vắng lặng, tất cả nhãn giới và sắc giới, nhãn thức giới kia cũng như vậy, nhĩ tỷ thiệt thân và ý giới, Như Lai đều biết rõ như thật, đối pháp giới ấy biết rõ rồi. Ý thức giới kia cũng như vậy, biết rõ các pháp trong ngoài không, là đại trí lực của năng nhân, địa giới, thủy giới và hỏa giới, cùng với phong giới cũng như vậy, biết rõ các giới cũng như thế, cũng như hư không không khác gì. Tất cả dục giới và sắc giới, vô sắc giới kia cũng như vậy, Như Lai biết rõ hết tất cả, và sự phân biệt nó khởi lên, như hư không kia không biên tế, các giới vô biên cũng như vậy. Tuy Phật biết hết khắp tất cả, không khởi ngã tâm hay hiểu rõ, biết rõ các giới không sợ sinh, còn biết các giới không sợ diệt. Các giới như vậy tâm vắng lặng, trượng phu vô thượng đều biết rõ. Như hư không, không có biên tế, trí Phật vô biên cũng như thế, dùng trí vô ngại đều biết rõ, mỗi mỗi tinh hiểu đều giải thoát. Biết tâm khởi lên tinh hiểu rồi, vô số chúng sinh đều điều phục, Như Lai viên thành lực thứ tư, Phật tử nên sinh tinh thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực thứ tư của Như Lai, nói rộng cho đến không có pháp nào ngang bằng với Như Lai. Lại nữa này Xá Lợi Tử, sao gọi là trí lực thắng liệt căn của Như Lai? Nghĩa là các chúng sinh có căn tánh hoặc thù thắng hoặc thấp kém, Như Lai đều biết rõ một cách như thật. Sao gọi là năng tri? Nghĩa là hạ căn, trung căn và lợi căn, cũng lại biết hết các căn thù thắng, cho đến tích tập phân biệt từ tha mà khởi lên các căn tánh nghiệp, từ sân mà khởi lên các căn tánh nghiệp, từ si mà khởi lên các căn tánh nghiệp, Như Lai đều biết rõ như thật. Như vậy, do phân biệt các nghiệp hư vọng mà khởi lên tham sân si, tất cả Như Lai đều biết rõ như thật. Như vậy, phân biệt các căn từ tham sân si, ít mà khởi lên, Như Lai đều biết như thật. Phân biệt các căn từ tham sân si nhiều mà khởi lên, Như Lai cũng đều biết như thật. Phân biệt các căn từ tham sân si chấp trước mà khởi lên, Như Lai cũng biết như thật. Hoặc thiện nhân căn tánh, hoặc không thiện nhân căn tánh, hoặc bất động nhân căn tánh, hoặc xuất ly nhân căn tánh, Như Lai đều biết như thật. Lại nữa này Xá Lợi Tử, Như Lai biết hết tất cả nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn của chúng sinh, nữ căn, nam căn, mạng căn, khổ căn, lạc căn, ưu căn, hỷ căn, xả căn, tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn, 22 căn như vậy, Như Lai đều biết rõ như thật.
Lại nữa, trong các căn hoặc nhãn căn nhân thông với phần vị nhĩ căn, không phải tỷ căn, thiệt căn, thân căn, Như Lai đều biết như thật. Hoặc nhĩ căn nhân thông phần vị tỷ căn, hoặc tỷ căn nhân thông phần vị thiệt căn, hoặc thiệt căn nhân thông phần vị thân căn, hoặc thân căn nhân thông phần vị nhãn căn. Như vậy các căn nhân và phần vị Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh có căn tánh bố thí, tu trì giới hạnh, Như Lai đều biết rõ căn tánh của người ấy, liền vì nói pháp bố thí. Nếu các chúng sinh có căn tánh trì giới, tu hành bố thí, Như Lai đều biết rõ căn tánh người ấy, liền vì nói pháp trì giới. Nếu các chúng sinh có căn tánh nhẫn nhục, tu hành tinh tấn, Như Lai biết rõ căn tánh của người ấy, liền vì nói pháp nhẫn nhục. Nếu các chúng sinh có căn tánh tinh tấn, tu hành nhẫn nhục, Như Lai biết rõ căn tánh của người ấy, liền vì nói pháp tinh tấn. Nếu các chúng sinh có căn tánh thiền định, tu hành tuệ thù thắng, Như Lai biết rõ căn tánh của người ấy, liền nói pháp thiền định. Nếu các chúng sinh có căn tánh tuệ thù thắng, tu hành thiền định, Như Lai biết rõ căn tánh của người ấy, liền vì nói pháp tuệ thù thắng. Tóm lại, cho đến các pháp bồ đề cũng nói như vậy. Nếu các chúng sinh đầy đủ căn tánh thanh văn, tu hành duyên giác thừa, Như Lai biết rõ căn tánh của người ấy, liền vì nói pháp thanh văn thừa. Nếu các chúng sinh đầy đủ căn tánh duyên giác, tu hành thanh văn thừa, Như Lai biết rõ căn tánh của người ấy, liền vì nói pháp duyên giác thừa. Nếu các chúng sinh đầy đủ căn tánh đại thừa, tu hành thanh văn duyên giác thừa, Như Lai biết rõ như thật, liền vì nói pháp đại thừa. Nếu các chúng sinh đầy đủ căn tánh tối thượng thừa, tu hành đại thừa, Như Lai biết rõ căn tánh của người ấy, liền vì nói pháp tối thượng thừa. Nếu các chúng sinh đầy đủ căn tánh không kham nhậm phi pháp, Như Lai biết rõ người ấy không thể kham nhậm phi pháp, liền khuyên bỏ pháp đó đi. Nếu các chúng sinh có thể kham nhậm là bậc pháp khí, Như Lai liền vì nói chánh pháp. Này Xá Lợi Tử, Như Lai đối với tất cả chúng sinh hoặc quán sát các căn mà biết rõ, hoặc không quán sát các căn cũng biết rõ. Hoặc người có căn xuất ly, Như Lai đều biết rõ. Người không có căn xuất ly, Như Lai cũng biết rõ. Sau khi biết rõ như vậy rồi, tùy theo các chúng sinh có những căn tánh gì, hoặc các hành pháp, hoặc ý thích nhân, hoặc duyên, hoặc chướng, hoặc chỗ đốt ráo, mỗi mỗi Như Lai đều biết rõ như thật. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng cả rằng: các căn tánh hướng đến bờ kia, biết tánh chúng sinh và ý vui, các căn thế gian đều biết hết. Nhân sum, nhân trung sư tử nói chánh pháp. Quán khắp hạ trung và thượng căn, trí chưa từng có chuyện khắp cả, biết các chúng sinh căn giải thoát, trí nói thắng pháp khiến hiểu rõ, quyết định phiền não nó khởi lên, tùy căn chúng sinh nhiều hay ít. Biết rõ các căn tánh như vậy, tùy thuận tùy nói, pháp trí hành. Nếu các chúng sinh đủ thiện căn, hoặc người đủ căn tánh bất thiện, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn, căn tánh khổ vui buồn hỷ xả, và căn tính tấn niệm định tuệ, nam nữ mạng căn cũng như vậy, vì họ tuyên nói tính căn ấy, các căn khác thắng nghĩa cũng vậy. Căn tánh sở hành và các tướng, tùy ý chúng sinh mà cảm hóa, ứng căn tuyên nói pháp thù thắng, trí khéo biết rõ các pháp khổ, thanh văn các căn khó giải thoát. Chỉ Phật Bồ Đề mới xuất ly, thanh văn không biết nhân Phật trí, vì nói Bồ Đề lực tối thắng. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực thứ 5 của Như Lai, cho đến rộng nói thì không có pháp nào bằng Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sao gọi là trí lực chí xứ đạo của Như Lai? Nghĩa là con đường hướng đến biến nhất thiết xứ của Như Lai, Như Lai đều biết như thật. Sao gọi là năng tri? Nếu các chúng sinh giới trụ chánh định tụ, trụ bất định tụ, trụ tà định tụ, mỗi mỗi Như Lai đều biết rõ. Nếu chúng sinh giới trụ chánh định tụ đã có nhân lực và nghiệp đời trước, lợi căn thông minh sáng suốt, Như Lai biết chúng sinh ấy có khả năng kham nhậm là pháp khí giải thoát. Tùy theo nhân lực đời xưa mà vì nói pháp, nếu chúng sinh giới trụ bất định tụ do duyên lực đã thành thục, tùy theo căn cơ thích ứng của chúng sinh đó, Như Lai nói pháp dạy dỗ liền được giải thoát. Nếu duyên lực chưa thành thục thì không được giải thoát. Như Lai đợi đến khi nhân duyên hòa hợp, gặp Phật ra đời liền vì nói pháp. Chúng sinh ấy nghe Phật nói pháp rồi, siêng năng thực hành kiên cố mới được quả thù thắng. Nếu chúng sinh giới trụ tại định tụ, không tu chánh nghiệp, căn tánh tối tâm, không phải là chánh khí, Như Lai không nói pháp cho người ấy. Vì người ấy không có khả năng kham nhậm, không phải là pháp khí giải thoát.
Như Lai biết rồi liền bỏ, thế nên các Bồ Tát phải siêng năng tu hành, mặc giáp tinh tấn. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, Như Lai biết rõ ba thứ tham. Có thứ tham khởi lên tướng thiện, là có loại tham khởi lên tướng biên tế, là có thứ tham khởi lên nhân đời trước. Như Lai biết rõ ba loại sân, có loại sân khởi lên tướng não hại, lại có loại sân khởi lên ý tham không biết đủ, là có loại sân khởi lên tập nghiệp đời trước. Như Lai biết rõ ba thứ si, các thứ si khởi lên nhân vô minh, lại có thứ si khởi lên nhân hữu thân kiến, là có thứ si khởi lên nhân nghi hoặc, mỗi mỗi Như Lai đều biết rõ như thật. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, Như Lai đối với các khổ dùng thần thông nhanh chóng để biết, là vì lợi căn, hoặc đối với khổ dùng thần thông chậm rãi để biết, là vì căn nhu nhuyễn. Là nữa, Như Lai đối với các thứ vui dùng thần thông nhanh chóng để biết, là vì lợi căn, hoặc đối với các thứ vui dùng thần thông chậm rãi để biết, là vì căn nhu nhuyễn. Là đối với chỗ chậm rãi dùng thần thông chậm rãi để biết, là vì chướng đạo, đối với chỗ chậm rãi dùng thần thông nhanh chóng để biết, khiến được khinh an. Đối với điều nhanh chóng dùng thần thông chậm rãi để biết, vì không có rốt ráo an ổn. Đối với điều nhanh chóng dùng thần thông nhanh chóng để biết, là vì không có sai khác, lại có chỗ được sức quyết trạch, không phải sức tu tập, và có sức tu tập viên mãn, nhưng không phải sức quyết trạch. Cả sức tu tập và sức quyết trạch đều được viên mãn, sức tu tập và sức quyết trạch cả hai không viên mãn, mỗi mỗi Như Lai đều biết như thật. Lại nữa, có chỗ ý vui đầy đủ, hành không đầy đủ, có hành đầy đủ, ý vui không đầy đủ, có ý vui đầy đủ, hành cũng đầy đủ, ý vui không đầy đủ, hành cũng không đầy đủ, mỗi mỗi Như Lai đều biết như thật. Lại nữa, có chỗ thân nghiệp thanh tịnh, mà ngữ nghiệp và ý nghiệp không thanh tịnh, là có chỗ ý nghiệp thanh tịnh mà thân ngữ không thanh tịnh, là có chỗ thân ngữ ý nghiệp đều không thanh tịnh. Lại nữa, có chỗ thân ngữ ý nghiệp đều thanh tịnh, mỗi mỗi Như Lai đều biết như thật. Này Xá Lợi Tử, tất cả chúng sinh đối với tất cả chỗ tạo ra nghiệp nhân hoạt động hoặc tịnh, Như Lai dùng trí vô ngại tùy theo chúng sinh mà hóa độ. Này Xá Lợi Tử, như vậy trí lực chí xứ đạo của Như Lai không có biên tế, ngang bằng với hư không. Các Bồ Tát trụ tính nghe rồi phát lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, liền mọi nghi hoặc, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, Quyển 12, Phẩm 4, Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn, Phần 6. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kệ rằng: Phật khế biết rõ lực chí xứ, biết rõ nhân các chánh định tụ và các chúng sinh bất định tụ, tướng hành thành thục kia đều biết rõ, ba loại tham Phật đều biết cả, sân si ba loại Phật cũng biết. Ba thứ phiền não có sai khác, Phật đều biết rõ nhân duyên xứ, biết rõ khổ xứ tánh lợi căn, thần thông chậm rãi căn nhu nhuyễn, lại xứ lợi căn cũng như vậy, Phật đều biết rõ tướng chậm rãi, có chỗ chậm rãi sức chậm rãi, hoặc chỗ chậm rãi tánh lợi căn, hoặc chậm hoặc nhanh căn chậm chạp, thần thông nhanh chóng tướng không khác, có sức quyết trạch không sức tu, hoặc có sức tu không quyết trạch, sức quyết trạch tu đều đầy đủ, cả hai đều không, đều biết rõ. Có chỗ ý vui, hoặc đầy đủ, nhưng mà hành nghiệp chưa đầy đủ, đều có đều không cả hai thứ, Phật quán sát khắp đều biết rõ. Có chỗ thân nghiệp được thanh tịnh, không phải ngữ ý tịnh cũng vậy, hoặc lại ngữ thân đều thanh tịnh, ý không thanh tịnh, nghĩa cũng thế, hoặc là ý nghiệp được thanh tịnh, ngữ thân không thanh tịnh cũng thế, hoặc lại ngữ ý đều thanh tịnh, thân không thanh tịnh, nghĩa cũng vậy. Thân ngữ ý nghiệp đều thanh tịnh, Phật quán sát khắp đều biết rõ. Như vậy thành tựu môn vắng lặng, thắng trí lực thứ sáu của Phật. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực chí xứ đạo thứ sáu của Như Lai. Do Như Lai đầy đủ trí lực thù thắng cho nên biết rõ thắng xứ, cho đến thế gian không có pháp nào bằng Như Lai. Lại nữa này Xá Lợi Tử, sao gọi là trí lực khởi thiền định giải thoát đẳng trì đẳng chí nhiễm tịnh của Như Lai? Nghĩa là Như Lai đối với mình, đối với người có thiền định giải thoát đẳng trì đẳng chí các pháp nhiễm tịnh đều biết như thật, sao gọi là năng tri?
tất cả pháp tạp nhiễm của chúng sinh, hoặc nhân hoặc duyên, Như Lai đều biết như thật và các pháp thanh tịnh của chúng sinh ấy, hoặc nhân hoặc duyên, Như Lai cũng đều biết như thật. Sao gọi là nhân, sao gọi là duyên? Trong các pháp tạp nhiễm của tất cả chúng sinh, tác ý không như lý là nhân, vô minh là duyên, vô minh là nhân, hành là duyên, hành là nhân, tức là duyên, tức là nhân, danh sắc là duyên. Danh sắc là nhân, lục xứ là duyên, lục xứ là chân, xúc là duyên, xúc là nhân, thọ là duyên, thọ là nhân, ái là duyên. Ái là nhân, thủ là duyên, thủ là nhân, hữu là duyên, hữu là nhân, sinh là duyên, sinh là nhân, sở duyên là duyên, phiền não là nhân, nghiệp là duyên, kiến là nhân, ái là duyên, thùy miên là nhân, sở khởi là duyên. Các tạp nhiễm của tất cả chúng sinh như vậy là nhân, như vậy là duyên, mỗi mỗi Như Lai đều biết như thật. Lại nữa, nhân duyên là tất cả chúng sinh đối với pháp thanh tịnh có hai nhân và hai duyên. Được các chúng sinh nghe lời tùy thuận từ người khác, liền tác ý chắc chắn, đối với ta ma địa khéo khoáng tưởng, khéo trụ tâm và một cảnh tánh. Là nói về hai nhân hai duyên là đã khởi trí và chưa khởi trí. Hai nhân hai duyên là suy xét sinh pháp, không chứng niết bàn. Hai nhân hai duyên là đầy đủ minh hạnh, thụ chứng giải thoát. Hai nhân hai duyên là tu tập môn giải thoát, trí lực tự tánh giải thoát. Hai nhân hai duyên là tận trí vô sinh trí. Hai nhân hai duyên là biết rõ chân thật, sở đắc chân thật. Như vậy tất cả chúng sinh đối với pháp thanh tịnh có nhân như vậy, có duyên như vậy, mỗi mỗi Như Lai đều biết như thật. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, tất cả chúng sinh có nhiều loại thanh tịnh sở duyên, tạp nhiễm sở duyên. Có người giữ thanh tịnh sở duyên suy xét như thật, có người giữ tạp nhiễm sở duyên suy xét như thật, có người trong tạp nhiễm sở duyên là giữ thanh tịnh sở duyên suy xét như thật, có người trong thanh tịnh sở duyên là giữ tạp nhiễm sở duyên là vì chấp trật vào tăng thượng mạng. Xá Lợi Tử, trí thù thắng của Như Lai rộng lớn vô biên, có khả năng chuyển khắp, biết tất cả như thật, nghĩa là xa lìa các tội nghiệp, thu thập thiện pháp, nhập vào sơ thiền định môn, ly sinh hỷ lạc. Từ định sơ thiền nhập vào nhiệt thọ tưởng định rồi xả, cho đến từ nhiệt thọ tưởng định nhập trở lại sơ thiền rồi xả. Tám giải thoát nghĩa là thuận nhập, nghịch nhập và nghịch thuận nhập. Những gì là tám? Một, có sắc quán các sắc giải thoát. Hai, bên trong không sắc tưởng, quán các sắc bên ngoài giải thoát. Ba, thân thanh tịnh giải thoát tác chứng trụ cụ túc. Bốn, không vô biên xứ giải thoát. Năm, thức vô biên xứ giải thoát. Sáu, vô sở hữu xứ giải thoát. Bảy, phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. Tám, diệt thọ tưởng giải thoát. Tám, giải thoát này hoặc thuận hoặc nghịch, đẳng trì, đẳng chí và tám muội gia đều hay quán tưởng. Nhưng Phật Như Lai đối với tam ma địa đều không phân biệt, cũng không sở duyên và bị sở nhập. Như Lai trụ trong một tam ma địa biến nhập tất cả tam ma địa, sở một định thì các định khác cũng vậy. Như Lai đối với tâm đẳng dẫn, không có chuyển liên tục, không có tâm sở đắc, không có tâm năng quá. Tất cả tam ma địa của duyên giác hơn tam ma địa của thanh văn, tam ma địa của Bồ Tát hơn tam ma địa duyên giác, tam ma địa chư Phật hơn tam ma địa Bồ Tát. Vì sao? Vì trí thù thắng tăng thượng của Như Lai biến chuyển khắp tất cả. Nếu người phát tâm thanh văn có nói ra điều gì hay giảng dạy giáo pháp, Như Lai đều biết. Nếu người phát tâm duyên giác hoặc người phát tâm Bồ Tát, Như Lai cũng biết như thật, rồi tùy theo trình độ thích ứng mà nói pháp dạy dỗ. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực khởi lên thiền định giải thoát đẳng trì đẳng chí nhiễm tịnh thứ bảy của Như Lai, không có cùng tận, ngang bằng với hư không. Các Bồ Tát trụ tính nghe rồi phát lòng tinh thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, lìa mọi nghi hoặc, biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập bằng kể rằng, có các chúng sinh tánh tạp nhiễm và các chúng sinh nhân thanh tịnh, bậc đại vô ý đều biết rõ, biết rồi tùy ứng mà nói pháp. Nhưng các phiền não từ đâu có, từ duyên vô minh mà sinh ra. Vô minh là nhân, hành là duyên, cho đến chi hữu sinh các khổ, tất cả phiền não các căn bản, nguyên do tác ý không như lý, từ nhân duyên ấy sinh chi hữu, Phật biết rõ rồi vì khai sáng, các nghiệp căn bản gọi là hành, vô minh và tức lại làm duyên, cho đến các khổ chi hữu sinh, theo âm thanh khác khởi các pháp, tác ý sâu xa nhân nội quán, biết rõ hai nhân và hai duyên, biết rõ nhân chúng sinh như thật. Vì khi nhân kia vắng lặng rồi, chúng sinh nếu cầu nhân giải thoát, phải nên quán sát pháp các duyên.
Điều ngự thánh tôn đều biết rõ, an trụ vững chắc giới thanh tịnh, như ứng quán sát kỹ pháp không, đôi khéo tu tập môn giải thoát nạn khổ trong ba cõi, thanh tịnh như thật khéo khai sáng, chúng sinh tin pháp Phật thanh tịnh, không vô tướng nguyện giải thoát môn, tam ma bát đệ lại tuyên bày, thanh văn chuyên giác các thiền định, chúng sinh đủ cả các phiền não, Phật nói thiền định giải thoát môn. Viên thành lực thứ bảy không nhiễm, điều phục khó điều phục khéo nói. Này, Xá Lợi Tử, đây là trí lực thứ bảy của Như Lai. Như Lai do đầy đủ trí lực tùy thu thắng, cho nên biết rõ thắng xứ, cho đến hết thảy không có pháp nào ngang bằng với Như Lai. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, sao gọi là trí lực nhớ nghĩ việc đời trước của Như Lai? Đức Như Lai dùng trí vô thượng tùy theo nhớ nghĩ mà biết rõ việc chính mình hoặc người khác. Vô số nhiều loại các việc đời trước, hoặc một đời, hoặc hai đời, ba, bốn, năm đời, hoặc 10, 20, 30, 40, 50, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, cho đến việc từ vô số câu chi na cho tha, trăm ngàn đời, tùy theo nhớ nghĩ Như Lai đều biết, hoặc kiếp thành, hoặc kiếp hoại, hoặc kiếp thành hoại cho đến vô số kiếp thành hoại, ở nơi nào, chỗ nào, đời xa xưa, có các chúng sinh có tên như vậy, dòng họ như vậy, chủng tộc như vậy, tướng như vậy, sắc tướng như vậy, hình thể như vậy, tuổi thọ như vậy, sống lâu như vậy, chịu khổ như vậy, hưởng vui như vậy, chết ở nơi nào, sinh ở nơi nào. Là chết ở nơi này rồi lại sinh nơi khác, hoặc có biểu hiện hoặc không biểu hiện, hoặc mình hoặc người, Như Lai đều nhớ nghĩ vô số các việc đời trước. Nếu các chúng sinh có nhân như vậy, do nhân đó, cho nên mới có ra như vậy. Mỗi mỗi Như Lai đều biết như thật, biết rồi, lại nói pháp yếu. Các tâm hạnh quá khứ của tất cả chúng sinh Như Lai đều biết rõ, chắc chắn, hoặc tâm liên tục, hoặc tâm sở duyên, hoặc tâm sinh khởi. Đối với tâm sở duyên, không hoại, không diệt. Nay Xá Lợi Tử, Như Lai biết rõ như thật về tâm tương tục, cho đến có những tâm tương tục gì của tất cả chúng sinh Như Lai cũng biết rõ như thật về tâm khởi từ đâu. Dù trải qua hằng hà, xa số kiếp nói không thể hết được, nhưng Như Lai đều biết như thật, vì thế nên biết. Chư Phật Như Lai biết rõ tâm hạnh của tất cả chúng sinh không có biên tế, trải qua câu chi kiếp nói cũng không hết, trí vô thượng tối thắng của Như Lai cũng không có biên tế. Này Xá Lợi Tử, như vậy trí lực tác chứng nhớ nghĩ việc đời trước của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, không có gì so sánh, không có hạn lượng, không thể tính đếm, không thể nói hết. Đối với cái không biên tế của chúng sinh, chỉ có trí lực thần thông nhớ nghĩ của Như Lai mới có thể biết được. Nếu các chúng sinh xin các thiện căn, hoặc Phật thừa, hoặc duyên giác thừa, hoặc thanh văn thừa, hoặc các thiện pháp, Như Lai tùy niệm đều biết hết. Như Lai dùng đại oai lực tùy theo thiện căn sở duyên của các chúng sinh mà vì nói pháp, khi các chúng sinh ấy không còn thoái chuyển đối với quả chánh đẳng chánh giác, tín hiệu như vậy đều được xuất ly, hoặc phát tâm thanh văn thừa, hoặc phát tâm duyên giác thừa, hoặc phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực tác chứng nhớ nghĩ việc đời trước thứ 8 của Như Lai không có biên tế, ngang bằng với hư không. Các Bồ Tát trụ tính nghe rồi phát lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, lìa mọi nghi hoặc cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, lặp lại bằng cả rằng, trong câu chi kiếp không biên tế, Phật chiếu thấu tận việc đời trước, biết rõ tâm tự tha năm loại như xem trái Amala trong tay, thọ lượng kiếp số và sắc tướng, chúng sinh diệt đạo nghiệp nhân. Chúng sinh sinh diệt tạo nghiệp nhân, người đổ pháp khí cũng đều biết, quá khứ vô biên không cùng tận, thế gian chúng sinh tâm sở, cứu sinh liên tục không gián đoạn, đại trí thánh tôn biết hết cả. Quá khứ vô lượng các tâm pháp, Phật biết một tâm chúng sinh rồi, hàng hà sa số tâm cũng vậy. Ba cõi vô tế lại vô biên, cho đến hậu tế không thể tận. Như vậy trí sở hành vô tận, vô số cũng lại không hạn lượng. Biện trí Thế Tôn rộng vô biên, đều biết chúng sinh thiện ý vui. Tôn trọng năng nhân đủ vô lượng, thân thông trí lực đều rộng lớn. Như xưa đã tu nhân thiện pháp, dùng ai thần lực để nhớ nghĩ, vô lượng việc phước lớn như vậy. Ba thứ trí thông khéo nhớ nghĩ, đại tâm an trụ không thoái chuyển, đã tu thắng hạnh đạo giải thoát. Chánh trí thiện thể,
lượng vô biên, hay biết tất cả tâm chúng sinh, trí lực thứ tám rộng vô biên, Phật tử nên sinh tinh thanh tịnh. Này, Xá Lợi Tử, đây là trí lực thứ tám của Như Lai. Do Như Lai có đầy đủ trí lực thù thắng, cho nên biết rõ thắng xứ, cho đến không có một pháp nào ngang bằng với Như Lai. Lại nữa này, Xá Lợi Tử sẽ gọi là trí lực thiên nhãn, tùy niệm, tác chứng của Như Lai. Nghĩa là Như Lai dùng trí vô thượng thiên nhãn, thanh tịnh hơn cả nhục nhãn, quan thế tất cả chúng sinh thế gian, lúc sinh, lúc diệt, giàu sang, nghèo hèn, thiện tướng, ác tướng, hướng đến đường lành, rơi vào nẻo ác, tất cả đều tùy theo nghiệp báo của chúng sinh, nào chịu quả báo ấy, Như Lai đều biết rõ, đều biết. Lại nữa, nếu chúng sinh thân biện ý tạo các bất thiện, hủy bán các hiền thánh, khởi các tà kiến, do tích tập nhân tà kiến đó cho nên khi mạng chung đọa vào đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nếu các chúng sinh thân miệng ý nghiệp làm các việc lành, không hủy bán hiền thánh, khởi lên chánh kiến, do tích tập nhân chánh kiến đó cho nên khi mạng chung được sinh lên cõi trời. Lại nữa, thiên nhãn Như Lai thanh tịnh nhìn khắp mười phương tất cả cõi Phật, như hư không giới cũng không có biên tế, cũng như pháp giới không có hạn lượng, không thể nói được. Tất cả mười phương hằng hà sa số cõi Phật, trí sáng của Như Lai thể đều chiếu hiện, hoặc thấy tất cả lửa lớn cháy, hoặc thấy các tướng thành hoại, hoặc thấy chúng sinh từ trong ánh sáng đến, hoặc thấy chúng sinh lúc diệt, hoặc thấy Bồ Tát hiện trong ánh sáng, hoặc thấy Bồ Tát từ đâu xuất, thiên, diệt rồi lại sinh xuống nhân gian, giáng thần, thai mẹ, Bồ Tát sinh rồi bước đi bảy bước, cái việc Bồ Tát trụ thai vào thai đều quán thấy cả, hoặc thấy chư Phật Thế Tôn hiện trong ánh sáng, hoặc thấy Bồ Tát thành quả chánh giác, hoặc thấy chư Phật chuyển đại pháp luân, hoặc thấy chư Phật xả thọ mạng, duyên hành, nhập đại niết bàn, hoặc thấy các thanh văn hiện trong các ánh sáng, hoặc thấy thanh văn hướng đến, hướng chứng niết bàn, hoặc thấy các duyên giác hiện trong các ánh sáng, hoặc thấy duyên giác hiện các thần thông tạo sự thanh tịnh lớn, hoặc có chúng sinh không thể đương vào ánh sáng của Phật để đến, hoặc thấy chúng sinh ngoại đạo và chúng tiên ngũ thông không thể bằng với thanh văn duyên giác và Bồ Tát, thế nên không thể đương vào ánh sáng mà đến, nhưng lại nhờ vào ánh sáng trí lực thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai, nên cũng đều đương vào ánh sáng mà đến, hoặc lại Như Lai hiện xa luân, bằng với ánh sáng rộng lớn, có các chúng sinh đương ánh sáng mà đến. Như vậy cho đến tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng vô biên chúng sinh giới tất cả trời người đều hiện trong ánh sáng trí của Như Lai. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai nhìn khắp các chúng sinh giới trong tất cả cõi Phật, sau khi quan sát thấy chúng sinh nào thích ứng hóa độ, thì tùy theo trình độ thích ứng đó mà Như Lai hiện ra trước để hóa độ. Chúng sinh ấy tuy được hóa độ rồi, nhưng các chúng sinh khác không thể biết. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực thiên nhãn tác chứng thứ 9 của Như Lai, không có biên tế, ngang bằng với hư không. Các Bồ Tát trụ tánh nghe rồi phát lòng tinh thanh tịnh cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng cả rằng, thiên nhãn thiện thể sạch không nhơ, tất tập thiện nhân vô số kiếp, Phật nhãn quán chiếu khắp mười phương, quả Phật rộng lớn không thể bàn, hoặc thành hoặc hoại các sự tướng, hoặc thấy lửa dữ bùng cháy lên, hoặc thấy nhiều cõi trống rỗng cả, tự nhiên trí tự nhiên Phật đều chiếu sáng. Chúng sinh giới rộng lớn khó bàn, hoặc sắc vô sắc cũng như vậy, hoặc sinh ác thú hay thiện thú. Trí tự nhiên Phật đều chiếu sáng, hiện tại cầu chi các Như Lai cho đến các thánh tôn niết bàn và các duyên giác cùng thanh văn, trí tự nhiên Phật đều chiếu sáng. Bồ Tát vì muốn lợi chúng sinh, các vị tu hành hạnh Bồ Đề, giác trí minh đạt không nhiếp tạng, từ trí tự nhiên Phật đều chiếu sáng. Như vậy thiện tệ mắt không nhơ, vì thế chúng sinh đều quán thấy, trí nhãn lực thứ 9 khó bàn, Phật tử phải nên sinh tịnh tính. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực thứ 9 của Như Lai. Như Lai do đầy đủ trí lực thù thắng cho nên biết rõ thắng xứ cho đến không có pháp nào ngang bằng với Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sao gọi là trí lực lậu tận tác chứng của Như Lai? Nghĩa là Như Lai dùng trí lực vô thượng, tận sạch các lậu, không phải lậu tùy tăng, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát, tự chứng thông rồi tùy theo các sở hành.
Ngài sinh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân sau. Như Lai dùng trí lực lậu tận thanh tịnh sáng lạng này, đoạn tất cả thói quen chủng tử, tất cả thanh văn chuyên giác không thể sánh kịp. Thanh văn lậu tận là còn có hạn lượng, không đoạn tập khí. Duyên giác lậu tận cũng còn có hạn lượng, xả đại bi và biện tài. Như Lai lậu tận là đầy đủ các tướng, đoạn trừ tất cả thói quen, chủng tử, đại bi, nhiếp thọ, biện tài với sâu xa, quan sát khéo léo. Tất cả thế gian không có ai hơn Ngài, trụ tướng nhất tâm hòa hợp mà thành. Vì sao? Vì Như Lai không còn nghiệp chủng tử, không còn chủng tử phiền não, oai nghi, không có lỗi lầm. Cũng như hư không trong sáng quang đản, mây mờ trần cấu không thể nhiễm, trí lực lậu tận của Như Lai cũng là như vậy. Tất cả chủng tử phiền não không thể nhiễm. Như Lai an trụ trí lực lậu tận thanh tịnh như vậy, đã hết các lậu hoặc nói pháp lậu tận, còn nói pháp đoạn thủ chấp trước, khiến các chúng sinh biết rõ tất cả không khởi phân biệt hư vọng và chấp trước, khiến các chúng sinh suy xét như thật. Như Lai dùng phương tiện khéo léo nói pháp, thí dụ khi các chúng sinh biết được như thật về các lậu không thật, đối với tất cả các pháp không dính mắc vào một pháp nhỏ nào, đối với mọi chấp trước đều được vắng lặng. Này Xá Lợi Tử, Như Lai biết rõ các lậu tập của tất cả chúng sinh, các pháp lậu diệt, các lậu hướng đến đạo diệt. Như Lai biết như thật rồi, tùy theo trình độ thích ứng mà nói pháp yếu. Các Bồ Tát trụ tính đối với trí lực lậu tận tác chứng của Như Lai, nghe rồi sinh lòng tinh thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt lìa mọi nghi hoặc, cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kệ rằng: trí lực lậu tận Phật đầy đủ, trong lớn vô lượng tịnh không chướng, đầy đủ mười lực trí tụ tán, hướng chứng quả Bồ Đề vô thượng, không đồng trí lậu tận thanh văn, chủng tập hạng lượng chướng trói buộc, nhân trung tối thượng bậc tối thắng, chức sạch chủng tử, chủng tập và hạng lượng. Các trí lậu tận của chuyên giác chưa đủ đại bi và biện tài, Thế Tôn viên thành trí lậu tận. Đại bi biện tài đều vô lượng, Phật khéo an trụ trí lậu tận. Biết rõ thế gian lậu không thật, tất cả các pháp đều hư vọng. Lúc này, Như Ứng đều biết rõ, thương nghị thế gian rất khổ não, thuyết pháp vô ngã không vô thường. Các tướng hư giả không có thật, nên quán vị vắng lặng tối thượng, không ngã không nhân không chúng sinh, tác giả thọ giả cũng đều không. Đối với tất cả pháp hư vọng, tâm Phật từ bi quán giải thoát, Như Lai lìa hết các mệt mỏi, pháp thật trí cũng không quên mất, năng nhân thường trụ môn tương ưng, rộng lợi thế gian nói chánh pháp, mười lực bẻ gãy các tà pháp, mười lực vô biên bằng hư không, khéo hay an trụ mười lực tôn, chuyển luân vô thượng không gì bằng. Này Xá Lợi Tử, đây là trí lực thứ 10 của Như Lai. Như Lai do đầy đủ 10 trí lực như vậy, cho nên biết rõ tháng xứ, ở trong một hàng trời người hay rống tiếng rống sư tử, chuyển phòng luân vi diệu tất cả trời người ma phạm đều không thể chuyển, không có pháp nào bằng với Như Lai. Các Bồ Tát trụ tính đối với trí lực tối thắng trở thành nghĩ bàn của Như Lai, nên xin lòng tinh thanh vượt lên sự phân biệt, liền mọi nghi hoặc biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, sinh ý tưởng hy hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Phật thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh quyển 12 hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.